Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Nam mô Bổn Thánh Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh Từ Bi Gia Hộ. Hôm nay đệ tử chúng con đối trước mười phương tam bảo nhất tâm nên là trong thù nhớ
nên có sầu bi khổ ưu và đạo không thể chế xiết từ đó hình thành cả hội đau khổ trong thân năm quần hình về cảm giác chỉ và tâm tư và cảm nhận thân này các đệ tử vô minh là đi la loài nhận thân tâm biệt khổ đau không biết nhân khổ biệt biết bạn hạnh phúc tuyệt đối không biết con đường chậm biết khổ đau thế nào là hạnh gồm có ba loại và cái hạnh thế nào là thân tất có sáu loại vì giác tỉnh giác thú giác vì giác xúc giác trí giác trong cơ thể này nhà thi nhà lý niệm xuất gia qua cả tư lý thế nào là sẵn đó là bồn đài đất được gió lửa và tất cả từ đó từ trốn đại sao nhập là gì bao gồm mắt tai mũi lưỡi thân thì biệt xuất là đi luôn có sáu loài nhàn xuất vị xuất tỳ xuất vị xuất thân xuất ý xuất cảm giác là gì ông có ba loại cảm giác bồ đau cảm giác hạnh phúc cảm giác trung tình tham hại là gì bao gồm có ba cao là liền hữu cao là vô chấp thù là gì bao gồm bốn loại chấp thù tình dục chấp thù cả kiến chấp thù giới cấm chấp thù cái tôi liền hữu là gì còn có ba loại liền đồ cõi dục liền hữu cõi sắc liền hữu vô sắc tái sinh ra thì tuyệt đối sự sống do nhờ cái đồ xuất sự hình thành tâm quân tạo ra sự sống thế nào là già biểu hiện lào suy trên cơ thể người hay các động vật bao gồm gia nhân tông vào đám rộng thì lực khô gan và quán yêu kém vẫn còn bèn chạy mang sống suy dân thế nào là kết luận biểu hiện đạo đức hoạt động biến được nhiệt tâm hơi ấm không còn vô thường liên dịch chia lìa người thân trở về bồn đài mang sống thế thúc tay các đệ tử mười hai mắt sinh nhân duyên tiền người tạo ra đời sống rộng ba thời gian qua thứ hiện tại ba đời gia đình chết lại việc suy trình tự như thế quá nhiều kiếp sống những gì nói về kiếp sống có người ta đã nói sống đây các đệ tử này đến đất cây ngồi ngoài trời quán giữa bài tham ma này nơi yên tình tập trung thiền định chờ ngày gian khổ thời gian trôi qua nhiều không xin tu về xã hội hành Phật vừa dâng lời tóm và đang xin Phật dạy thân giá trị của mười hai nhân viên Phật liền dạy rằng đây các đệ tử mười hai nhân viên vô cùng sâu sắc không phải là điều người thường hiểu bởi ngày xưa đang tu chưa được giác ngộ mười hai nhân viên ta đã trôi lăn trong đường sanh tử không thoát ra được ngộ được nhân viên với mười hai mặt sắc ta chẳng được chúng nhờ đó mình biết không còn phải sanh trong kiếp quá khứ xa xưa về trước có một vị vua coi a tu la chân là tu diệm chợt có ý nghĩ muốn bật mặt trời ba cả mặt trắng ra coi được địa ngục tử
giờ này có một người con đến đâu mà ra tâu bởi vua rằng con buồn xuống biên tâm cho tòa thịt vua tu diện đòi con chờ an bình tâm trong nước đi được đại dương ở sau ở đồng không thể ở trong nước biển mà tặng câu ma la nói biển con đang thấy đồ sâu của tiền thì ngang không cha tờ đi sâu rồng con không sợ đâu con tin được tâm vua tôi nhiều lắm văn của thái tử hạ xuống nước biển chân của thái tử không đụng đẩy nước trong nước lo sợ của ta con rằng giờ con thấy cha đã nói rồi đại dương rất sâu mà con không biết gì có mình cha có thể tạm coi ở trong đại dương con thì không thể thấy các đệ tử của kia xa xưa chính là thân ba con vì thái tử con của nhà vua chính là ha ra con đã từng nội đại dương con sâu là cũng không xa nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn ai cũng thấu hiểu và chắc đức được mười hai nhân duyên sẽ bị tôi lắng luân hồi vô tận chìm trong mê hoặc không nhận thức rõ gốc rễ của cảnh đời này tiếc cả đẹp trong khổ đau có lần mạnh mỗi xuất lý sanh tử quả quân sinh tử này đã về từ dưới cõi bồ đề sau khi văn đạo ta đã nhận ra mười hai nhân duyên ta thành được ma và quyền thuộc chúng hoàn toàn nhờ được vô minh mà hành trì về chiều soi cùng khắp bóng tối lo nhớ đó nghe bóng bóng con trần đầu này các đệ tử cả con đến biết mười hai nhân duyên rất là sâu thẳm không phải là điều mà người phàm phu có thể miệng ra tất cả các con hãy nhân suy nghiệm mười hai nhân duyên thật tâm tiền hóa để kết thúc được mạng lưới sinh tử nghe Phật khuyên nhắc con già và người có mặt vô cùng hoan hỷ phát nguyện thật tập truyền bá kinh này ra mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tây phương cực lạc thế giới Nam mô Bổn Thánh Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh Từ Bi Gia Hộ. Hôm nay đệ tử chúng con đối trước mười phương tam bảo nhất tâm mọi cầu nguyện Phật pháp trường tồn thế giới hòa bình chúng sanh an lạc nhất tâm mọi công đức này cầu nguyện cho tất cả đệ tử chúng có hiện diện trong đạo tràng chùa Thiên Trúc này cùng gia đình tăng bằng quyền thuộc thân tâm thương là nghiệp chướng
được tiêu trừ. Gia đình nè vô lượng các tường, pháp giới chúng chúng sanh tình tình và vô tình tình tiêu trọn Phật đạo từ quý Phật xin nguyện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.